Mùa 8 đã cập bến máy chủ Việt Nam, mang tới rất nhiều đội hình thú vị để anh em khám phá. Qua thực chiến và rút kinh nghiệm từ các trận rank đầu mùa, thì các phiên nhân phẩm cũng đã đúc kết được cơ số đội hình rất dễ chơi, nhưng sức mạnh thì không thể coi thường. Một trong số đấy là thầy ba tới chơi với mất vụ Susan Carey. Để biết chi tiết giáo án, anh em cùng mình đến với video hôm nay nhé! Đầu tiên hãy đến với chủ lực chính là mật vụ 0175. Qua các mùa thì tướng này đều giữ nguyên cái giá 1 vàng, nhưng sức mạnh từng mùa là hoàn toàn khác nhau. Như mùa 4.5, Narsus mang hai tộc hệ Hấp Huyết và Thánh Thần với kỹ năng lão hóa quá ngon so với quy định. Gần đây nhất là con Thượng Thiên Khuyển với hộ pháp thì cuối meta 7.5 mới lên ngôi nhờ sức mạnh vượt trội từ giáp bảo và hình thành nên bài Anh Ba Cứu Tú. Đến mùa 8, tướng này không còn mang màu vàng nữa mà chuyển sang xanh lục và trắng với kỹ năng Quyền Trượng Linh Hồn, nhưng được team dịch thuật gán cho cái tên rất chi là Gen Z, gõ bong bong. Narsus lấy gậy gõ đầu kẻ địch, gây sát thương vật lý và giảm tốc đánh của địch trong một khoảng thời gian tương đối. Với mô tả kỹ năng như thế thì chắc chắn lối lên đồ sẽ không phải theo hướng tanker bình thường như 7.5 hay AP như 4.5 mà sẽ được dồn rất nhiều đồ vật lý để gõ đối thủ thốn đến tận rốn. Trang bị yêu thích của thầy ba mình sẽ giới thiệu sau nhé. Còn một điều nữa giúp Susan có được vị thế carry, đó chính là mùa 8, mỗi tướng sẽ có hai nâng cấp anh hùng, một cái support cho team, còn một cái thì dùng cho chính tướng đó để carry. Và nâng cấp carry của Narsus là farm nữa farm mãi, Narsus nhận thêm 10% AD, tăng thêm vĩnh viễn 2% mỗi lần dùng chiêu. Nếu nâng cấp này mà xuất hiện ở 2.1 thì cà phê nhân phẩm xua kèo, anh em đã chắc một suất vào top rồi đấy. Vì cứ mỗi lần gõ đầu lại được tăng đam vĩnh viễn cho các round sau thì có OP quá không? Cái chết vinh quang của Olaf Đố Long mùa trước, tôi đảm bảo cũng không có cửa với cái nâng cấp này luôn. Đến cuối trận thì con Susan chiến thần này cũng phải tầm 400 AD là ít. Với cái giá 1 vàng thì sức mạnh này thực sự khủng khiếp. Vậy Susan sẽ đi cùng những đồng đội nào để phát huy hết sức mạnh? Vì đây là bài mới nên cho anh em cũng chưa nắm được đúng không? Chúng ta cùng khám phá nhé! Đội hình cấp 6 sẽ gồm 3 siêu thú, Narsus, Jinx, Silas và 3 siêu nhân, Gangplank, Lee Sin, Malphite. Ba siêu thú sẽ giúp Narsus được cộng số danh vọng từ hệ này, hay còn gọi là bú phêm. Phêm càng nhiều thì siêu thú càng nhiều máu. Chưa hết, siêu thú còn được cộng cả AD và AP nữa. Và tại sao lại đi với siêu nhân mà không phải hệ khác? Nếu anh em chưa có thời gian tìm hiểu thì để cả phiên nhân phẩm giải đáp nhé. Các bài reroll đầu mùa 8 này hầu hết đều xoay quanh các siêu nhân, bởi siêu nhân cho cả team thêm 20% sát thương, tăng lên 5% với mỗi tướng 3 sao trong team. Narsus sẽ là carry chính với những cú bổ của mình. Phụ đam cho hắn chính là cô nàng ngực lép Jinx. Gangplank là nô lệ kích hệ siêu nhân thôi, chứ cũng không có quá nhiều tác dụng. Các tướng còn lại sẽ là những tấm bia che chở cho mật vụ của chúng ta. Về trang bị, anh em ưu tiên nhặt đồ theo thứ tự: kiếm, cung rồi đến găng. Narsus sẽ cần rất nhiều kiếm. Các trang bị trấn phái để nó có thể gõ bong bong lên đầu đối thủ là quyền năng khổng lồ, một món nửa nạc nửa mỡ, rất thích hợp cho các carry tay ngắn khi tăng 2% AD và 2 AP khi tấn công hoặc nhận sát thương, cộng dồn tối đa 25 lần. Khi đủ 25 stack sẽ nhận thêm 25 giáp và 25 kháng phép. Thứ hai chính là huyết kiếm để Narsus hồi phục và tái giao tranh, đồng thời không bị sốc đam. Món cuối anh em cứ tùy tình huống, có thể là cuống cung để clear sàn nhanh hơn. Kiếm tử thần cũng không phải lựa chọn tồi vì nó đã được sửa lại, không cần dựa vào cấp sao của tướng nữa mà sẽ cộng thẳng vào phần trăm AD và cũng được bóp rất nhiều so với mùa trước. Cộng 20% AD với chỉ số cơ bản và thêm 40% AD nữa. Cũng có thể là dê khổng lồ nếu lobby có quá nhiều nhà reroll và đấu sĩ. Dê khổng lồ giờ cũng có thể lắp sớm để đét máu vì đến mùa 8 nó đã được cộng thêm sát thương rồi đấy. Đến với nàng lép Jinx, trang bị của cô hầu hết sẽ cấu thành từ găng. Nói về mảnh găng mùa 8 thì nó đã bị xóa khả năng né, bù vào đấy tăng tỷ lệ chí mạng lên 20%. Trang bị ưu tiên của Jinx sẽ là găng bảo thạch để khuếch đại sát thương và nổ đam kiểu em yêu ảo lòi. Với trang bị thứ hai, nhiều ông đang nghĩ trong đầu là vô cực để đi với găng bảo thạch đúng không? Kiến thức như thế là hơi lỗi thời rồi đấy. Vì ở mùa 8, vô cực đã bị xóa đi 60% tỷ lệ chí mạng và xóa luôn sát thương chí mạng cộng thêm ở cả vô cực và găng bảo thạch. Hai món giờ đây tương tự nhau, chỉ khác về AD và AP. Cả hai đều sẽ có cơ chế là kỹ năng có thể chí mạng,
nên vô cực và găng bảo thạch sẽ không đi với nhau nữa. Thay vào đấy là bàn tay công lý để vừa tăng tỷ lệ chí mạng, vừa cho hồi phục. Món còn lại sẽ là dệt khổng lồ hoặc cuồng đao. Chống chịu sẽ là Silas nếu hắn lên 3 sao sớm, với các trang bị như thú tượng, áo choàng lửa, giáp máu, lời thề hộ vệ, giáp gai hay vuốt rồng. Trường hợp Silas không cống hiến thì cứ cho hắn cầm tạm đồ, sau đấy lên chest thay bằng Riven vì cô cũng kích được siêu thú, đồng thời thêm chút máu cho team từ đấu sĩ. Gangplank, Lee Sin và Malphite lên được 3 sao và anh em còn dư vài mảnh đồ thì có thể lắp cho một trong ba tướng này dây chuyền Solari để tận dụng tối đa lớp giáp bảo. Hay bốc bắt họ cũng là ý tưởng không tồi cho các tướng không đòi hỏi trang bị. Đến phần xếp team, vì hầu hết là tướng tay ngắn nên để tránh bị kẹt tướng và di chuyển qua lại mất thời gian trong khi địch vẫn đang focus vào chúng ta thì chỉ nên đặt duy nhất một con tranh lên trung tâm hàng đầu. Và cà phê nhân phẩm đề xuất Silas vì nó có khả năng tạo giáp và là tướng một vàng nên cũng dễ lên 3 sao sớm hơn. Jinx xếp ở góc trái hoặc phải hàng cuối cùng để tận dụng được tầm đánh, tung những quả pháo đầy sát thương và khống chế kẻ địch. Kế bên cô sẽ là mật vụ 0175. Làm như thế sẽ giúp hắn bảo kê được Jinx trong trường hợp đối phương chơi hacker và đưa một quân ra sau ám sát người đồng đội, cũng như giúp Narcissus không bị focus quá sớm và ngòm củ tỏi trước khi gõ đầu được ai. Và người sẽ kề vai sát cánh cùng thầy ba là thầy tu mù Lee Sin. Với những pha hộ thể tạo giáp thì hai người thầy này hứa hẹn sẽ là cặp bài trùng, bất khả chiến bại. Hai tướng còn lại chỉ việc xếp vào góc ngược lại để tạo khoảng trống, thuận tiện cho di chuyển. Giáo án này là một bài reroll, cho nên việc anh em bị đẩy máu đầu game là chuyện hết sức bình thường. Hãy cố nhịn nhục, chịu đấm ăn xôi, eco và làm kinh tế thích hợp nhất. Việc có chuỗi thua đầu trận vòng 2 chấm sẽ giúp anh em có đủ vàng để bách lại ở giữa trận và được quyền tự quyết khi chọn đồ vòng trợ 2.4. Hãy nhớ đến trang bị cần thiết cho các tướng mà mình đề cập ở trên và nhặt đồ cho hợp lý. Đến vòng 3.2, với lượng kinh tế cách xù, nếu đã có nhiều Narcissus tầm 6 con, 7 con thì hãy mạnh tay hyper roll luôn. Còn không thì cứ bình tĩnh slow roll thôi, chứ không roll đen đen lại chân đi lạnh toát đấy. Sau khi có Narcissus 3 sao, hãy tiến hành lên 6 và cho vào 3 siêu nhân. Lúc này ngưỡng sức mạnh của team đã tăng lên đáng kể. Chắc chắn sẽ là những trận thắng để trả thù bọn vừa đè đầu cưỡi cổ mình lúc trước. Nếu có nhà nào đột biến quá thì cũng chỉ thua đẹp với một chest mà thôi. Cà phê nhân phẩm cam đoan với anh em 100%. Sau giai đoạn này, anh em chỉ việc mạ vàng các quân như Lee Sin và Malphite để tăng sát thương từ cơ chế của siêu nhân. Giai đoạn cuối trận sẽ bổ sung thêm hai mascot, linh vật là Galio và Nunu. Galio cũng là tướng một vàng có thể mạ vàng từ sớm. Thế sao mình lại không nói trên? Bởi tham thì thâm mấy ông ạ. Làm thế sẽ xảy ra hiện tượng hàng chờ bị full và vô cùng khó xử khi không biết bán tướng nào. Chính vì thế Galio với hệ thường dân thì để về sau cho vào tăng chút mana cũng không quá tệ. Máy ủi Nunu là quân cờ khó chịu và vô cùng quan trọng về cuối game với quả cầu siêu to khổng lồ đó nha. Sau đây là danh sách các nâng cấp uy tín, thích hợp với đội hình. Các nâng cấp đánh nhau như đấu trường hạng ruồi, mài dao, lúc này hãy để Narcissus lên hàng 2 nha anh em. Làm nóng chắc chắn là sẽ cần với bài reroll thế này. Thăng hoa là chắn siêu công nghệ, cấy ghép siêu công nghệ. Phóng hỏa nếu anh em chưa có đồ giảm hồi máu địch như giáp lửa hay quỷ thư. Các nâng cấp giúp kích hệ như trái tim siêu thú, huy hiệu siêu thú, vương miện siêu thú. Tương tự như vậy với siêu nhân và chúng ta sẽ bỏ được Gangplank, thay vào đó là Galio. Các nâng cấp hồi phục như phước lành vũ trụ, chiến lợi phẩm sẽ cần thiết với mọi team, trong đó có Narcissus Carry. Các nâng cấp cho trang bị như tiếp tế trang bị, tiếp tế thành phần, lò rèn thần thoại, kho thần tích và trang bị đầy đủ. Các nâng cấp vẽ đồ vẽ tướng như hộp Pandora, hàng chờ Pandora. Các nâng cấp roll như khu giao dịch, đặc biệt là nhanh tay lẹ mắt và vé trúng thưởng nếu xuất hiện ở nâng cấp 3 thì cũng rất gì và này nọ đấy. Hay các nâng cấp cho kinh tế dồi dào như AFK, nhà tài phiệt, quà trời cho. Vừa rồi chỉ là các nâng cấp bình thường thôi, giờ chúng ta cùng đến với các nâng cấp siêu hùng. Các nâng cấp support của các tướng như Gangplank, Lee Sin, Malphite, Jinx, Silas và nhân vật chính Susan đều tích hợp, cụ thể như sau. Cướp bóc, nhận một Gangplank, cả team có 33% cơ hội nhận một vàng khi tiêu diệt. Tiếp lửa, nhận một Lee Sin, cả team nhận 15% tốc đánh, nhân đôi trong 3 giây sau khi tạo lá chắn. Linh hồn hộ vệ, nhận một Malphite, đồng minh được hồi 20% lượng máu đã mất của họ mỗi khi dùng chiêu. Nổ tung tất cả, nhận một Jinx, cả team nhận 9% tốc đánh, tăng gấp 3 lần khi lần đầu tiên có kẻ địch ngã xuống trong round. Xích kháng ma, nhận một Silas, cả team có thêm 30 mana khởi đầu và kỹ năng Silas tăng 35% mana tối đa của địch như con Silas mùa 7 vậy.
Narses và đồng minh sẽ hồi 300 máu khi hạ gục kẻ địch. Còn nâng cấp quan trọng nhất và mạnh nhất trong bài này chính là nâng cấp carry của Narses với cái tên farm nữa, farm mãi. Với nâng cấp này thì Narses càng đánh càng mạnh vì lượng sát thương vật lý được cộng thêm sẽ là dương vô cùng. Cứ dùng chiêu thì sẽ được cộng thêm. Thế nên đây là một bài đấu reroll nhưng lại không hề thiếu đam về lết. Mùa 8, linh thủ sẽ bị tác động và mất máu nhiều hơn mùa 7, nên nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh hơn. Thành ra các bài reroll lên ngôi thay vì các bài up cấp, và Narses carry là một trong số đấy. Lối chơi rất chi đơn giản, chỉ việc mạ vàng là mạnh, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Tuy nhiên vì là bài reroll nên nếu có nhà tranh bài thì buộc phải đọ nhân phẩm thôi. Nếu không may không ra được 3 sao thì chim cút. Bên cạnh việc đòi hỏi mạ vàng thì cũng cần nâng cấp anh hùng thích hợp nữa. Nếu đã xem đến đây rồi thì mau vào rank thực chiến đi trước khi có quá nhiều nhà biết anh em ơi. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đạt được mức rank mong muốn ngay đầu mùa 8 nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong những giáo án xịn sò lần sau. Đừng quên like, share, subscribe và đá nhẹ cái nút chuông thông báo nha anh em. shopcafenhanphẩm.com, siêu tháng 11 siêu to cuối năm, siêu hạ giá kho nick liên minh và đấu trường chân lý, sở hữu tài khoản ngay bây giờ chỉ bằng nửa giá cũ, siêu thật, giảm thật, chỉ có tại shopcafenhanphẩm.com. Đường link sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhé.